chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu chè đậu xanh bột bán nước dừa chung. Trước tiên, ta có hai lạng đậu xanh đã đãi sẵn rồi các bạn ạ. Bây giờ ta bắt đầu đổ nước vào nấu. Mình nấu như nấu cơm các bạn ạ. Đó, mình đổ ít nước như nấu cơm thôi. Đó, mình đổ như nấu cơm vậy thôi. Ta bắt đầu bắt bếp lên. Ta nấu một nồi cơm điện cũng được mà nồi bếp ga cũng được. Đậu xanh của mình đã chín rồi các bạn. Chín, bây giờ ta bắt đầu đi luộc bột bán. Ta đổ nước nóng vào đây ta luộc bột bán. Giờ nước đã sôi rồi các bạn ạ, ta đổ bột bán vào ta luộc. Các bạn ơi, bột bán mình ấy, bây giờ nó sôi nó nổi rồi các bạn ạ, ta bắt đầu vớt bột bán ra. Bột bán nó sôi nó nổi rồi các bạn ạ. Ta bắt đầu vớt bột bán ra. Bây giờ ta bắt đầu đổ nước vào đây ta nấu tổng hợp của các bạn. Ta đổ khoảng một tô nước vào trong cái chảo này. Nước mình đã gần sôi rồi, ta đổ khoảng 2 lạng đường vào đây các bạn ạ. 2 lạng đường ta bớt lại, ta sợ ngọt quá tại vì lâu ngày quá không nấu. Chừa lại lỡ nó có ngọt quá gì thôi. Tôi cho vào đây một chút vani bằng cái đầu đũa, một chút muối các bạn ạ, bằng đầu đũa muối các bạn ạ. Bây giờ nồi đường nó sôi rồi, ta bỏ vào đây một chút nước để quậy bột các bạn ạ. Cho bột năng nhé các bạn ơi, mình bột này mình cho bột năng nhé. Bắt đầu ta đổ đậu xanh vô. Bán vô trước rồi tăng ra sau. Nhỏ.
Mình nếm thử xem nó có ngọt quá không các bạn. Cho hai lạng đường vào vừa. Bắt đầu ta cho chút bột vô các bạn ạ. Mình cho từ từ thôi, sợ nó đặc quá. Giờ bắt đầu mình cho nước dừa vô. Lâu lắm rồi mình nấu chè này lại, phải 20 năm rồi. Nhiều quá. Giờ này mình nấu lỏng ăn ngon các bạn, mình nấu đặc ăn ngon đâu, mà ta ăn nóng thì ngon hơn là ăn lạnh. Nếu mà các bạn mà ăn lạnh thì các bạn phải nấu thêm nước đường riêng. Nếu các bạn muốn ăn đá thì các bạn phải nấu nồi nước đường đặc đặc, xong rồi cho đá vô, các bạn cho thêm đường vào. Ta cho thêm một miếng đường nữa chứ, hai lạng đường vẫn còn nhạt. Vậy là mình đã xong rồi các bạn ạ. À, ta nấu vậy xong rồi, ta nấu lỏng lỏng vậy ngon này. Giờ ta bắt múc ra ta ăn thử. Các bạn ơi, chè mình nấu xong rồi, ta bắt đầu ăn thử các bạn ạ. À, ngon lắm các bạn, chè rất là ngon các bạn ạ. Các bạn nên nhớ là chè phải ăn lỏng lỏng về này, nó ngon này. Các bạn ăn đặc nó ớn lắm. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công, hẹn gặp các bạn ở video sau.